Hữu ức lính, xin trân trọng mời các bạn cùng đón nghe cuốn hồi ký của cựu chiến binh Nguyễn Khắc Tòa Trinh sát Đại đội 3, Trung đoàn 320, Sư đoàn 4, Quân khu 9 Cuối tháng 3 năm 1980 sư đoàn bắt đầu tổ chức hành quân về tỉnh Cô Công. tất cả sư đoàn đều hành quân bằng xe cơ giới theo đường chim bay. đội hình sư đoàn phải di chuyển gần 100 km mới đến thị xã Cô Công. nhưng xe đi đường vòng mất 120 km. đúng 8 giờ sáng đội hình sư đoàn hành quân. gần 3 giờ chiều chúng tôi mới tới nơi tập kết. nơi sư đoàn bộ đóng quân là khu vực thị trấn tà Ben Rung cách thị xã tỉnh Cô công hơn 20 km. Ở vị trí này thuận lợi cho cả đường thủy và đường bộ lên biên giới Thái Lan. Nhiệm vụ của sư đoàn tôi bảo vệ một tuyến dài trên 70 km từ xã Serê Anpan, thuộc huyện Serê Anpan, tỉnh Cô công đến toàn biên giới tỉnh Cô công. Các đơn vị trực thuộc của sư đoàn đóng quân dọc theo lộ 48 đơn vị chúng tôi đóng quân cách sư đoàn bộ trên dưới 1.000 mét. Tỉnh Cô Công có 4 phần 5 diện tích rừng bao phủ. Đi đâu cũng thấy rừng, toàn rừng là rừng. Dân cư ở đây sống rải rác, tụ tập từ 10 đến 15 hộ gia đình, sống thành từng chòm Khi chúng tôi đến đây, chỉ có những người dân quần áo rách dưới, gầy gò, nước da đen đúa. Thoạt đầu họ nhìn chúng tôi với ánh mắt sợ sệt mấy đứa nhỏ cứ ôm chặt lấy chân mẹ của chúng mặt lấm lét nhìn chúng tôi đa số là đàn bà và người già có lẽ những người đàn ông khỏe mạnh hoặc theo pol pot hoặc bị pol pot bắt theo vô rừng anh phiên dịch đại đội đến chào hỏi họ cho biết họ đang bị thiếu lương thực trầm trọng chủ yếu mọi người vào trong rừng đào củ chụp để ăn qua ngày hèn gì mà thấy ai cũng gầy gò Ốm yếu, dơ nguyên bộ xương Chúng tôi lấy khẩu phần ăn Gồm gạo, tương hạt Muối, nước mắm và cá khô Của đơn vị để đưa cho họ Những tiếng Okun Còn tóp Việt Nam Tức là cảm ơn bộ đội Việt Nam Vang lên, giờ thì ánh mắt của họ Thân thiện, không còn tỏ ra Sợ hãi như lúc mới gặp Đại đội tôi được tiểu đoàn Bố trí, hướng tây bắc thị trấn Khí hậu ở đây Rất khắc nhiệt trong thời gian đầu chúng tôi chưa quen Khoảng 12 giờ trưa cho đến 2 giờ chiều Tài chúng tôi nghe có tiếng ù, ong ong rất khó chịu Mấy anh y bác sĩ của sư đoàn phổ biến xuống dưới Mọi người không được ngủ trưa quá 30 phút Hạn chế sốt rét Vì mỗi ở đây thì nhiều vô kể Cả ban ngày lẫn ban đêm Nói tóm lại Nơi đây là trốn rừng thiêng, nước độc Những lúc rảnh rỗi chúng tôi thường hay ghé nhà một số hộ dân để chơi ở đây có cả người thái lan sinh sống có lẽ họ là những người dân không quan tâm đến đường biên giới thấy nơi nào thuận lợi là họ ở họ nói tiếng campuchia khá sõi đây cũng là điểm khó cho ta quản lý bọn thám báo pol pot giả dạng người dân lương thiện rồi qua lại khu vực nơi đây để nắm tình hình hoạt động của bộ đội ta Sư đoàn tranh thủ đang trong lúc giao mùa Tất cả các đơn vị mở các cuộc truy quét Nhằm làm trong sạch địa bàn Song song với việc truy quét Sư đoàn lệnh cho tiểu đoàn trinh sát Tung lực lượng ra nắm địa bàn Nhất là khu vực dọc theo đất Thái Lan Một buổi sáng giữa tháng 4 năm 1980 Tôi dẫn theo năm chiến sĩ trong trung đội tôi Luồn sâu vào trong đất Thái Vị trí chúng tôi đến các đơn vị đóng quân trên 20 km về hướng Tây Bắc. Thức ăn, nước uống đem đi trong hai ngày. Vũ khí chúng tôi mang theo được trang bị gọn nhẹ. Một khẩu M79, còn lại là AK bắn gấp. Kèm theo mỗi người năm trái liều đạn cầu Hơn 7 giờ sáng, chúng tôi cắt rừng đi. Hệ thống kênh rạch ở đây chẳng chịt. Chúng tôi phải lội qua khu vực xú vẹt, có nơi bùn ngập đến háng. Thằng nào cũng sợ xanh mắt Nếu mà đi lạc vào đầm lầy Tụt xuống bùn thì trời cứu Ý ạch mãi đến 2 giờ chiều Chúng tôi cũng tới được khu vực vùng biên Cả nhóm đang lợi dụng gốc cây rậm Để nghỉ ăn trưa Bỗng nghe tiếng máy bay vẻ vẻ trên đầu Và một giọng tiếng Việt nhão nhoẹt phát ra Đại ý nó muốn nói Bộ đội Việt Nam hãy quay về với cha mẹ Quê hương đừng dại dột bỏ xác vô ích tại nơi đây tiếp là giọng hát của một nữ ca sĩ lưu vong nào đó hát bài rừng lá thấp đầu tiên chúng tôi giật thót người không lẽ nó phát hiện ra mình chăng nhưng không phải nó bay dọc theo tuyến biên giới và nói hú họa ăn cơm xong nghỉ ngơi gần cả tiếng để lấy lại sức sau đó chúng tôi căn cứ tọa độ trên bản đồ mà chui lủi trong các bụi rậm Dọc theo đường biên Campuchia, Thái Lan Trời trong rừng, tối khá nhanh Mới hơn 4 giờ Chúng tôi phải kiếm chỗ ăn tối Và nghỉ qua đêm Cơm chiều là bịch gạo sấy Bỏ ít nước vào, thế là xong bữa Ăn xong, mỗi thằng Chọn cho mình một vị trí thích hợp Để mắc tăng võng Khi ngủ, chúng tôi quay đầu hết Về hướng, mà chiều nay Chúng tôi nắm địa bàn để đề phòng có gì bất chắc trong đêm nếu có chạy không bị lạc hướng tất nhiên trong đêm chúng tôi phải phân công gác trời tối ở đây phải nói đến mũi tiếng bay của chúng không như là tiếng sáo thổi nhưng hỗn hợp âm thanh của bầy mũi nghe cũng nhức tài chúng tôi bỏ các tấm tăng che xương quấn luôn vào người để tránh nó đốt nhưng lại bị ngạt thở đôi lúc phải để hở miệng mũi mà điều hòa không khí. Ngay lập tức, mũi tràn vào bất kỳ chỗ nào hở, thì nhau hút chích. Nhưng hình như nó đi kiếm ăn có giờ, nhiều nhất là lúc chậm trọn tối và sáng sớm mai. Khu vực chúng tôi nghỉ đêm là khu đất thấp. Thôi thì ban đêm, bản hòa âm của ếch nhái, bù tọc, các loại côn trùng, dâm gian, gợi một cảnh điều hưu quạnh quẽ. Trên cây bầy tắc kè thay nhau gọi Đường về Bắc kỳ Bắc kỳ Nhất là những tiếng kẹt kẹt Thưa dần Của mỗi con Sau một lúc kêu than mệt mỏi Nghe sao sầu não Đến dã rời Tôi bỗng nhớ đến bài hát Của bọn tâm lý chiến Trên máy bay chiều nay Rừng lá xanh xanh Cây phủ đường đi Đời lính quen yêu Gian khổ quân hành sao không hát cho những bà mẹ hàng đêm nhớ con xa hay hát cho những người vừa nằm xuống chiều qua nhầm lại bài hát nghe mà ai oán mà thê lương mà ê chề đến thế chiến tranh biết làm sao được mình cũng như bao nhiêu đồng đội khác chịu cực khổ hy sinh để gia đình bà con lối xóm để mọi người được bình yên đó là một điều chấp nhận Ban đêm không ai được nói chuyện Nhưng chắc cũng chưa có ai ngủ được Giữa rừng sâu hoang vắng Lạnh giá như thế này Họ là có trái tim bằng sắt đá Mới không nhớ về quê hương Gia đình, đất nước Ừ sao mà đất nước mình Lại khổ thế Bốn nghìn năm chưa ngơi nghỉ Ngăn giặc phương Bắc Đánh giặc phương Nam Sao con người với con người Không sống để yêu thương Sao lại phải gây hận thù chiến tranh. May mà tạo hóa cho mỗi con người chỉ 60-70 năm sống. Nếu mà tạo hóa cho sống nhiều quá, chắc trái đất này sẽ bị loạn. Mà không ai như tập đoàn Pol Pot, gian ác như Hitler, Đức Quốc xã, cũng đặt dân tộc Đức là số một. Đằng này, chính tay mình thảm sát dân tộc mình. Đúng là những thằng biến thái hạng nặng, không còn nhân tính tôi cũng chìm vào sâu giấc ngủ với những suy nghĩ miên man. Sáng mai, vào lúc 7 giờ, cả nhóm thức dậy, xúc miệng, rồi lấy lương khô ra ăn. Ăn xong nghỉ ngơi chừng 15 phút, kiểm tra lại quân tư trang, súng đạn, rồi tiếp tục điều nghiên. Đến khoảng 9 giờ, chúng tôi dừng lại, không phát hiện được gì, cả nhóm lại quay về trên đường về bất ngờ thằng Chín kêu lên Rùa, rùa kia chúng mày ơi Một con rùa nặng cỡ 2kg Đang bỏ qua lối chúng tôi đi Mấy thằng lính bắt đem về Tôi không cho Chúng mày không nghe các cụ ngày xưa nói à Gặp rắn thì đi Gặp quy thì về Đừng có bắt nó Xui lắm Tôi nói Nhìn con rùa đang bỏ đi Tôi lại liên tưởng nhớ tới bài hát tháng ba tây nguyên của một nhạc sĩ nào đó với giọng hát thật trong trẻo thật truyền cảm như chim họa mi của núi rừng tây nguyên hùng vĩ giai điệu bài hát thật mượt mà ca từ nghe thật quyến rũ tháng ba mùa con ong đi lấy mật mùa con voi xuống sông hút nước mùa em đi phát rẫy làm nương anh vào rừng đặt bẫy cải trông Tháng ba sớm sớm mẹ ra rừng Theo bước chân rùa Đi tìm nấm mối Không biết ở đây có nấm mối hay không À mà bây giờ Đang là tháng tư Thôi mặc kệ nó Nó đi đâu là quyền của nó Tạo hóa đã cho nó cái quyền sống Thì nó được quyền di chuyển Tùy thích Đi thêm khoảng 5-6 km nữa Chúng tôi lại thấy một con rắn toàn thân đỏ rực, đang nằm khoanh tròn trên bụi dứa dại. Ước chừng con rắn này ít nhất phải 7 đến 8 kg. Tôi chưa từng thấy một con rắn nào to và đỏ như vậy. Thấy chúng tôi đến gần mà con rắn cũng không có phản ứng gì. Cứ nằm khoanh tròn trên bụi dứa, phải ở gần doanh trại thì mày bị một loạt AK với tụi tao. Rồi đơn vị có nồi cháo rắn đặc biệt. Nhưng ở đây tha cho mày. Chúng tôi đi vòng xa để tránh nó. Biết đâu đi gần, nó nghe hơi người, quăng mình một phát thì đời anh lên mây. Khoảng 3 giờ chiều, chúng tôi còn cách đơn vị chừng 3 km, bỗng thằng Hải suýt một tiếng rồi nói nhỏ: "Miên, Miên." Miên là từ Miệt thị, những ai có tâm địa độc ác ở Campuchia. Theo hướng chỉ của nó, cách chúng tôi chừng 40 mét, thấp thoáng có bóng áo đen. Chúng tôi dàn đội hình chuẩn bị chiến đấu. Vì khu vực này không cần giữ bí mật. Bên tôi chưa kịp bắn thì bọn chúng đã nổ súng trước. Hai bên bắn nhau chừng một phút. Thấy tiếng súng bọn chúng lui dần. Chúng tôi không đuổi theo vì toàn rừng núi. Biết đâu nó lừa cho mình đuổi rồi quay lại tập hậu thì nguy to. Một lúc sau im tiếng súng nhóm tiếp tục quay về về cách đơn vị chưa đầy nửa km thằng chín đi trước vừa đi vừa huýt sáo bài lan và điệp nó đang xuống về câu vọng cổ điệp ơi mai anh lên trốn thành đô nhà xe rực rỡ xin đừng quên bến đỏ ngang con sông nhỏ trốn quê xưa em vò võ bỗng một tiếng nổ phát lên theo phản xạ Nó té lăn ra bên đường Một trái mìn lá Nó đạp phải Nhảy ngang ngay mắt cá chân Cũng may đội hình đi cách nhau 5 đến 7 mét Nên không ai bị thương Người nó nhỏ Sao mà tiếng kêu to thế Chết tao rồi Chết tao rồi chúng mày ơi Chúng tôi từng thằng Thận trọng bò lên Theo những bước chân thằng Chín vừa đi Vừa bò vừa quan sát Xem còn trái mìn nào không Đến nơi thằng Chín bị dính mìn Chúng tôi lấy bông băng gạc caro chân của nó lại Để tránh mất nhiều máu Xung quanh mắt cá chân nó dập nát Thịt tưa ra Lòi những đoạn xương trắng nhợn Nó là dân Thái Bình Nhập ngũ sau tôi mấy tháng Được bổ sung vào đơn vị Hồi cuối tháng 1 năm 1979 Băng bó xong Cho nó lên võng Thay nhau cáng về Đoạn đường về đơn vị không xa mà chúng tôi thoát tim. Đây là con đường mòn. Các đơn vị thường xuyên đi qua. Chắc chắn trái mìn này là do mấy thằng Pol hồi nãy gài. Không biết chúng còn gài ở đâu nữa. Bọn chúng quá liều mạng. Khu vực đóng quân của sư đoàn bộ mà chúng dám mò vào. Rất may, chúng tôi về đơn vị an toàn. Thằng Chín được đưa lên bệnh xá sư đoàn. Sau đó chuyển về quân khu. Nghe nói nó phải cưa mất một chân Sống được là may mắn lắm rồi Chúng tôi về đơn vị Kể lại câu chuyện Trên đường đi gặp rùa và rắn Nghe xong câu chuyện Mỗi thầy phán một lẽ Thằng Chín gặp rùa đầu tiên Nên bị xui Cả nhóm gặp rắn nên hên Chỉ mình thằng Chín bị thương Mà bị cụt chân thôi Cưa từ mắt cá lên 20cm Lắp đoạn chân giả vào Vẫn diện chán được về nước là quá sướng. Chẳng biết hư thực ra sao, chỉ biết rằng tôi và đồng đội rất may mắn, không ai phải cắt cơm. Mùa mưa thứ hai trên đất chùa tháp Cuối tháng 4 năm 1980, bắt đầu có những trận mưa xối xả. Đội hình toàn sư đoàn gần như đều nằm dọc theo biển Vịnh Thái Lan, nên chịu những trận mưa lớn kèm theo rông lốc là chuyện sinh hoạt thường ngày. Mùa mưa nơi đây, nước từ thượng nguồn đổ về biển, nên các dòng suối mùa khô chảy hiền hòa là thế. Mà mùa mưa, nước thật hung dữ, cuốn phăng mọi thứ nếu như cản trở đường đi của chúng. Các cụ ngày xưa nói quả không sai, nhất thủy, nhì hỏa. Mùa mưa khi chúng tôi còn ở khu vực tỉnh Sihanoukville, đã thấy cực khổ thì so với ở đây chẳng thấm tháp gì không hiểu sao mùa khô lính ít bị sốt rét mà mới đầu mùa mưa từ cán bộ chiến sĩ không ai tránh khỏi sốt rét trong sư đoàn đã có nhiều ca chết do sốt rét ác tính bọn pol pot cũng lợi dụng triệt để lợi thế của mùa mưa chúng gần như đêm nào cũng quấy phá ta chúng chia thành từng nhóm nhỏ từ ba đến năm tên đêm đêm tập kích vào các đơn vị rừng núi mênh mông ta đâu làm gì được nó ban ngày ta tổ chức đi càn gần như lần nào cũng bị vấp mìn của chúng gây thương vong lớn cho ta phía giáp biên giới thái lan chúng lợi dụng địa hình địa vật trong mùa mưa tập trung lực lượng đánh bật ta ra khỏi các chốt trong sư đoàn có trung đoàn 6, 26 lần bị địch tập kích tấn công. Mùa mưa cũng là mùa lính ta thiếu thốn lương thực. Lương thực được vận chuyển từ nước lên đây rất khó khăn. Với một tuyến đường dài toàn là rừng núi, quân ta không thể kiểm soát hết nổi và xe của ta luôn bị chúng phục kích. Trước tình hình trên, lính chúng tôi không khỏi hoang mang, dao động. Quân số cán bộ chiến sĩ của ta ngày một giảm Chủ yếu là do sốt rét Đạp phải mìn khi đi truy quét Được chuyển về tuyến sau điều trị Trung đội tôi còn lại 12 tay súng Có tiểu đội còn có 3 người Một tiểu đội trưởng Một tiểu đội phó Và một chiến sĩ Có tiểu đội chỉ còn có 2 người Đêm trong rừng Ca gác trong mùa mưa gió Cảm giác trống trải, lạnh người ở trung đội tôi có anh Mầm Là người vĩnh phú Anh có dáng người cao Nước da đen Ở bên này mưa gió phong sương Lại càng đen hơn Nếu anh vận đổ đen Đi đâu lớ sớ Bị lính ta bắn lầm là cái chắc Trước khi nhập ngũ Anh công tác trong đoàn văn công của tỉnh Anh nhập ngũ năm 1977 Chiều về anh mà hát bài Chiều mưa biên giới Hay rừng lá thấp Xuân này con không về dã từ vũ khí căn nhà ngoại ô nghe xong đứa nào cũng mang một tâm sự nặng trĩu sau này tiểu đoàn biết được cấm anh hát các bản nhạc buồn chúng tôi lúc nào cũng nghiền và năn nỉ anh hát nhỏ cho nghe mùa mưa ở rừng già campuchia nhất là rừng lỗ ô che nứa mỗi khi truy quét đi qua khu rừng này đáng sợ con vật nhỏ tí kinh tởm đó là con vắt khi ngửi thấy hơi người chúng từng đàn từng đàn búng trên các lá cây nghe rào rào mọi người kéo ống quần qua mắt cá chân dùng dây buộc lại không cho vắt chui vào trong ống quần để leo lên mặc cho chúng ở phía dưới cắn mắt cá chân ta tùy thích trong thời gian này sư đoàn phải giảm khẩu phần ăn của cán bộ chiến sĩ vì xe vận chuyển lương thực của ta đều bị địch phục kích Không thể để cho cán bộ Chiến sĩ sư đoàn bị đói Chỉ huy sư đoàn Lệnh cho tiểu đoàn trinh sát Cùng các đơn vị đóng xung quanh Khu vực lộ 48, lộ 4 Phải bảo vệ xe của đơn vị vận tải Về thành phố Nông Penh Chở lương thực Nhu yếu phẩm Một ngày tháng 6 Theo sự hợp tác phân công 8 giờ sáng Các đơn vị hành quân Tiểu đoàn trinh sát được phân công đi trước dò đường cho xe của đại đội vận tải lăn bánh. Chuyến đi do một anh cán bộ tiểu đoàn chỉ huy. Hình như anh này tên là Phùng. Hơn chục chiếc xe GMC thêm hai xe tăng, một đi trước, một đi sau yểm trợ. Tiểu đoàn trinh sát được chia thành ba tổ, có nhiệm vụ tuần tra đoạn đường được phân công trực. Khoảng cách mỗi tổ trên dưới 100m. Tuần tra từ đường lộ chính đi sâu khoảng 30 đến 40 mét. Khoảng 11 giờ trưa, xe đến cung đường gần như an toàn. Đoàn xe còn phải đi qua khu vực đèo Bích Ninh của tỉnh Campong Sư Pư là nơi nguy hiểm còn lại. Sau đó tiếp tục đi theo lộ 4 để về thành phố Nông Bình. Tất cả dừng lại nghỉ ngơi, cầm nước xong xuôi đoàn xe tải về thành phố Nông bình chở lương thực và nhu yếu phẩm. Anh Phùng cử một trung đội trinh sát đi theo cùng với một số chiến sĩ vận tải, vừa đề phòng bất chắc xảy ra, vừa phụ giúp đưa lương thực, thực phẩm lên xe khi về đến hậu cần quân khu 9. Chúng tôi cùng hai xe thiết giáp ở ngay tại chỗ, chờ đoàn xe quay lại. 9 giờ sáng hôm sau, Đoàn xe đã tập kết đầy đủ Đội hình được bố trí như lúc đi Khi trở về Xế trưa Tất cả về cứ an toàn Chuyến đi thành công tốt đẹp Khi về đơn vị Các đồng chí ở lại cho biết Khoảng 2 giờ chiều Sau khi tiểu đoàn trinh sát đi xa Bọn Pol Pot tập kích vào sư đoàn bộ Đã tiên liệu trước việc Bọn Pol Pot có thể tập kích Khi tiểu đoàn trinh sát đi công tác Chỉ huy sư đoàn chỉ đạo một đơn vị của trung đoàn 30, bộ binh đóng gần nhất di chuyển về phía sư đoàn nhằm yểm trợ sư đoàn khi không may có sự cố. Trung đoàn 30 được sư đoàn phân công đảm nhiệm khu vực huyện Thamabang nằm trên xã Tà Beng Rung về hướng tây bắc từ 5 đến 6 km. Bọn Pol Pot đưa ra một đại hội tập kích các sư bộ theo nhiều hướng. Sư đoàn phải dùng pháo cao xạ 37 mi Hạ tầm thấp bắn khống chế Khi nghe tiếng súng giao tranh Bộ binh bọc sườn Bao vây đánh thốc lên Bộ binh sư đoàn Cùng với bộ phận trực thuộc Đánh từ trong ra Trận này theo tính toán của chúng Các đơn vị ta đóng quân Ở sư đoàn bộ Khi đưa quân cứu viện Thì sự đã rồi Nhưng không ngờ quân ta đã phòng bị bất ngờ phản kích chúng thiệt hại chín tên bị thương ta bắt sống bốn tên hàng tháng tiểu đoàn trinh sát cùng các đơn vị đều phải bảo vệ tiểu đoàn hậu cần về nước lấy lương thực thực phẩm và chưa có lần nào bị bọn pol pot phục kích nhưng một số xe của trung đoàn lên sư đoàn hay xe của trung đoàn vận chuyển nhu yếu phẩm lương thực xuống cho các tiểu đoàn vẫn thường xuyên bị bọn pol pot phục kích trên đường. Trong mùa mưa, theo chỉ đạo của trên, tất cả chúng tôi đều tham gia giúp dân tỉa bắp, tỉa lúa, rẫy trồng khoai mì. Giữa mùa mưa, nhân dân đã có lương thực, đời sống ngày càng ổn định. Từ khi sư đoàn tôi rồi vị trí lên cô công, Bộ Tư lệnh Chỉ huy đã tăng cường cho Lữ đoàn 950 Hải quân trung đoàn 6 biên phòng, hai tiểu đoàn trinh sát đặc công, một trung đoàn 25 công binh. Biên chế của lữ 950 gồm 4 tiểu đoàn bộ binh, một tiểu đoàn pháo cao xạ, các đại đội trực thuộc. Biên chế của trung đoàn 6 biên phòng gồm 3 tiểu đoàn và một số đại đội trực thuộc. Chính hai tiểu đoàn trinh sát đặc công và tiểu đoàn pháo cao xạ đã hỗ trợ tích cực cho trung đoàn 6 dần lấy lại các chốt đã bị mất trước đó. Vào mùa mưa chưa được hai tháng mà đội hình của sư đoàn luôn bị bọn Pol Pot tập kích. Chúng còn tập trung quân đánh bật ta ra khỏi các chốt tiền tiêu. Chúng sử dụng mìn gài, dày đặc trên các lối đi làm tư tưởng bộ đội ta xuống cấp rõ rệt. Trước tình hình đó, lệnh của bộ tư lệnh chỉ huy sư đoàn tất cả các đơn vị phải nóng ra chủ động đánh giặc ngay từ khi chúng đặt chân vào nội địa Campuchia và phải giành lại tất cả các chốt đã bị mất. Mưa tháng 6, gần như ngày nào cũng mưa, vậy mà bọn Pot cũng dầm mưa vào tập kích chúng tôi. Mấy thằng này nó điên thật, mưa gió thế này, tìm một người đàn bà ưng ý rồi lập gia đình, sinh vài đứa con cho vui cửa vui nhà, tận hưởng an lạc, những gì mà tạo hóa đã ban cho con người mất chi mà phải đêm hôm mò mẫm cho mũi nó cắn rắn rết nó cắn đốt rồi sinh bệnh sinh tật sớm lìa bỏ cõi đời mỗi lần bọn pol pot tập kích là mỗi lần quần áo chúng tôi bị ướt dính bê bết đất chỉ cần nghe tiếng pằng pằng của ak hay cóc oành của m bảy chín tiếng bùng binh của b bốn mươi b bốn mốt là chúng tôi đã lao ngay ra công sự với lấy cây súng trên tay. Ban đêm ngủ, súng để dọc ngay thân người. Tay bao giờ cũng đặt ngay ốp súng. Có thời gian căng thẳng, chúng tôi phải mang cả bao xe đạn khi ngủ. Một phản xạ được tôi luyện trong chiến trường. Khi có địch, từ chỗ ngủ bay ra công sự chỉ hơn một giây. Bây giờ mà bảo diễn lại cảnh đấy, chắc không bao giờ diễn đạt như lúc bấy giờ. Những ngày tháng 6, tháng 7, trời mưa nhiều có đêm chúng tôi bị tập kích hai đến ba lần quần áo ướt sũng quần áo thì có hai bộ phơi mấy ngày không khô cởi trần thì lạnh để khắc phục tình trạng này chúng tôi vào rừng nhặt những cành cây khô gãy đổ rồi đem về trụm đống lại đốt lên rồi hong quần áo thường chúng tôi đốt lửa khi trời chập choạng tối do củi bị ướt khi mới đốt khói bay mù mịt rất lý tưởng để xua bọn mũi khi lửa cháy lớn vừa hong quần áo lại vừa sưởi ấm bản thân thật là nhất cử tam tiện để ngăn chặn bọn này lệnh của sư đoàn là trung đoàn 6 cùng hai tiểu đoàn trinh sát đặc công tiểu đoàn pháo cao xạ được quân khu tăng cường cho sư và một số đơn vị của sư cùng phối hợp phải đánh để lấy lại tất cả các chốt đã bị mất trước đây theo sự chỉ đạo của sư đoàn tiểu đoàn tôi phải chọn ra một đại đội tăng cường cho trung đoàn 6. Tiểu đoàn tôi lúc này con số thường trực chiến đấu chưa đầy 200. Số cán bộ chiến sĩ mất sức do chiến đấu bị sốt rét trong tiểu đoàn tôi có lúc lên đến 50 đến 60 người. Đại đội tôi chỉ có không đầy 40 tay súng, có hai cán bộ đại đội phải nhập viện vì sốt rét. Tiểu đoàn chọn ra một đại đội thiếu, trong đó có tôi. Chỉ huy đại đội do đại đội trưởng đại đội 1 phụ trách. Khi chấn chỉnh đội hình xong, vào ngày hôm sau, xe của sư đoàn chở chúng tôi về hướng thị xã Cô Công. Khoảng 10 giờ trưa trong ngày, chúng tôi về đến địa điểm tập kết của hai tiểu đoàn trinh sát và đặc công. Tại đây, chúng tôi được chia thành các trung đội thiếu, tăng cường cho các đại đội trinh sát đặc công. Nhóm tôi gồm 9 người được phân công về đại đội 2 tiểu đoàn đặc công. Về tới đại đội, chúng tôi lại được phân công xuống các trung đội. Đội hình của trung đội, đại đội đặc công, quân số còn ít hơn đơn vị chúng tôi. Trung đội tôi ở được tăng cường thêm 3 người, mới nâng con số lên 9 người. Nghe mấy anh cán bộ đại đội nói với nhau, cả hai tiểu đoàn, trinh sát và đặc công chưa được 300 quân. Số quân ta bị sốt rét và bị thương do vấp mìn là quá nhiều. Ngày hôm sau, buổi sáng khi cơm nước xong, vũ khí quân tư trang đầy đủ, đội hình lên đường. Lương thực chúng tôi đi đem trong hai ngày, và một ngày dự phòng. Như vậy là trận đánh sẽ đánh nhanh, rút gọn. Trong trận này, hai tiểu đoàn trinh sát và đặc công có nhiệm vụ luồn sâu đánh bọc hậu bất ngờ vào các chốt của chúng. Phía trước là trung đoàn 6, đánh vỗ mặt. Hợp đồng tác chiến, pháo binh sẽ bắn liên tục 5 phút, khi pháo dừng bắn, tất cả đồng loạt tấn công. Tiểu đoàn đặc công được chia thành nhiều đơn vị nhỏ, mỗi đơn vị đánh chiếm một vị trí trong chốt. Khi có lệnh, tất cả đồng loạt phản kích. Được biết, trong trận đánh này, ta có nhiệm vụ giành lại hai chốt tại hai cao điểm. Chúng tôi được nằm trong đội hình đại đội lính đặc công. Phải nói họ hơn lính trinh sát chúng tôi về nhiều mặt. Từ tác phong, cách đi đứng, đến chấm tọa độ trên bản đồ, cắt góc phương vị khi đi. Cứ như là nằm trong lòng bàn tay của họ. Hai giờ chiều, đại đội tôi đến vị trí phân công. Nơi đây cách thị xã Cô Công, theo hướng Tây Bắc chừng 13 km. Toàn là đầm lầy, xú vẹt. Chốt cách biên giới Thái Lan khoảng 200m là một khu đất cao, chạy dọc theo biên giới cả trăm mét, cây cối mọc um tùm. Gần chốt có một con suối nhỏ chảy qua. Nhiệm vụ của đại đội tôi cùng với một số đơn vị của trung đoàn 6 là phải lấy lại được chốt này. Các chốt trên các cao điểm rất quan trọng vì nó án ngữ trên các đường đi và ở các vị trí này có thể quan sát được động tĩnh của đối phương. Bọn địch ở các chốt này rất chủ quan, vì mấy tháng nay chúng luôn o ép, liên tục tập kích ta, bắt ta phải co cụm đội hình lại. Chúng tôi được lệnh dừng lại ăn uống nghỉ ngơi, chờ buổi tối đội hình di chuyển về vị trí ém quân. Tất cả chúng tôi chỉ ăn gạo sấy, uống nước suối. Ở đây rất gần địch, phải bí mật để tránh chúng phát hiện. Nếu chúng phát hiện ra ta thì ta sẽ khó khăn đánh chiếm lại, vì các điểm cao này địch bố trí hỏa lực rất mạnh, lại hầm hào kiên cố, việc bí mật bất ngờ đảm bảo đến 80% thắng lợi trong trận đánh. Từ vị trí chúng tôi tập kết đến vị trí ém quân cho trận đánh sáng ngày mai là chừng 5 km. Đội hình không dám đi tiếp vì sợ không may gặp địch sẽ làm hỏng kế hoạch tác chiến của sư đoàn một giờ sáng đêm hôm đó chúng tôi được lệnh xuất kích cũng đúng lúc trời đổ cơn mưa mặc dù ai cũng quàng tăng che mưa nhưng toàn thân đều ướt sũng mưa kèm theo gió từ biển lên lạnh đến thấu xương những tiếng sấm sét nổ inh tai chớp từng luồng xanh đỏ rạng sáng bầu trời đen kịt dầm trong mưa mà hành quân và lúc này chẳng phải ai lo giữ cho súng đạn không được va chạm vất vả nhưng ai cũng yên tâm chắc chắn là bọn pol pot không phục kích vì chúng nghĩ rằng mưa lớn thế này thì làm gì có chuyện bộ đội việt nam luồn sâu vào đây nhờ có ánh sáng của sấm chớp chỉ đường đường đi cũng gần hơn và đỡ vất hơn mưa hơn một giờ thì ngưng và đội hình của chúng tôi chỉ còn cách vị trí ém quân chừng 1,5 km. Khi không còn sấm chớp hỗ trợ chỉ đường, 1,5 km chúng tôi đi mất 1 giờ rưỡi. Trên đường đi, do trơn trượt, tôi bị ngã nhào mấy lần. Nhưng như một phản xạ có điều kiện, khẩu B-41 bao giờ cũng dơ lên cao và té ở tư thế nghiêng người để giữ cho các trái đạn trong bao đạn không bị dính bùn đất. Gần 4 giờ sáng, chúng tôi đến vị trí ém quân. Khi dừng lại, tất cả đều rét run cầm cập, ai cũng cố chịu đựng mà hai hàm răng vẫn cứ va vào nhau. Khi luồn sâu, tất cả tâm trí đều hướng về phía địch nên không còn thấy lạnh. Bây giờ thần kinh không còn căng thẳng, mới thấy thấm được cái lạnh như cắt da cắt thịt. Đã có kinh nghiệm nhiều lần khi hành quân trong mùa mưa ai cũng thủ một bộ quần áo cho vào bọc ni lông quấn lại cẩn thận để tránh bị ướt khi mưa hay khi đi qua các bãi xú vẹt xú lầy tất cả đều thay quần áo ấm áp đến kỳ lạ lúc này mà được rít một hơi thuốc lá thì trên cả sự tuyệt vời ở đây ai dám có mùi khét lẹt của nó khuếch tán ra thì đúng là lại pốt tao ở chỗ này đã là lính đặc công, trinh sát, anh nào cũng có một cái võng và lúc này nó đổi vị trí từ chỗ làm nơi đặt lưng giờ thành khăn quàng cổ. Tranh thủ thời gian còn sớm, mọi người lấy lương khô ra ăn, đang lạnh mà nhấm nháp thanh lương khô rồi làm ngụm nước, thấy cũng thú vị đáo để. Vừa ăn vừa nhớ lại đoạn đường mới đi qua, tôi bỗng chợt liên tưởng tới bài hát Sương trắng vùng quê ngoại của một ông nhạc sĩ nào đó dưới thời chế độ cũ có những ca từ rất thực thực đến mức trần trụi chính vì vậy mà bài hát được nhiều người ưa thích nhưng đối với lính chiến khi nghe bài này sẽ làm nhụt nhuệ khí lội bùn dơ bằng lau lách xuyên đêm sương trắng vai tôi ướt lạnh mềm mẹ biết bây giờ con ngồi hố nhỏ gió hẹn mưa về Sao mà bài hát đúng với hoàn cảnh của lính chiến đến thế? Không biết sau trận đánh này, ai còn, ai mất. Chắc chắn ông viết ca khúc này phải là một người lính, mà phải là người lính chiến ở chiến trường. Khoảng 5 giờ sáng, tất cả chúng tôi đều ở vị trí ém quân theo sự phân công của cán bộ đơn vị đặc công. Từ nơi chúng tôi đến chốt địch khoảng 70 đến 80 mét. Theo hiệp đồng, đúng 6 giờ, lúc này trời đã sáng rõ, pháo của ta liên tục bắn vào chốt chúng đang chiếm giữ. Chúng tôi nghe tiếng đạn hú, veo véo đến lạnh người, rồi ầm ầm dội vào trận địa của chúng. Pháo ta bắn không cần hiệu chỉnh, vì hơn 2 tháng trước, đây là chốt của ta, tọa độ đã được định vị từ trước. Lính ta không việc gì phải sợ, quân ta chiến thắng quân mình. Những tiếng đạn pháo bay vèo vèo qua đầu chúng tôi. Không sao, vì các miếng đạn khi đi qua chúng tôi, khoảng cách ít ra cũng cách mặt đất 2 mét. Chúng tôi tay nào cao lắm cũng chỉ đến 1 mét 7. Mà chúng tôi đang nằm chờ xung phong, chẳng hề hấn gì. Pháo ta oanh tạc trên trận địa của chúng, khói bụi bay mù mịt. Khoảng 5 phút, vừa rất tiếng pháo, tiếng hô xung phong của chỉ huy. Cả đơn vị hô xung phong rồi đồng loạt lao lên. Xa xa, chúng tôi nghe tiếng hô của lính trung đoàn 6. Phía trước thấy bọn Pol Pot bỏ chạy thục mạng, không một tiếng súng nào chống trả. Có lẽ chúng quá bất ngờ và khiếp vía nên tháo chạy. Cho dù chúng có công sự kiên cố kèm theo hỏa lực mạnh, tôi cũng tranh thủ bắn hai trái B41 về phía chúng. Chẳng biết có sơ muối được gì không, mặc cho bãi vẹt lau sậy cản đường. Không đầy 3 phút, chúng tôi cũng như trung đoàn 6 đã ào lên chiếm lĩnh toàn trận địa. Các hầm của chúng để chắc ăn, lính ta đều tung và trái liều đạn vào trong. Rút kinh nghiệm, đã có nhiều trường hợp lính ta do chủ quan và bị chết oan vì chúng cố thủ trong công sự, chờ ta đến gần mới nổ súng. Tổng kết lại trận đánh, ta thu được 3 khẩu 12 ly 7 hai khẩu DK-75, nhiều súng và đạn B-40, B-41, tiêu diệt và bắt sống 14 thằng, chủ yếu do trúng đạn pháo của ta. Trận đánh kết thúc, bên ta không ai thương vong. Đơn vị đặc công bàn giao lại chốt cho trung đoàn 6, rồi rút quân về. Sau trận đánh giành lại chốt dễ dàng lần này, các lần sau thì rất khó khăn vì bọn Pol Pot đã phòng thủ sẵn kỹ càng ta mặc dù lấy lại được các chốt nhưng tổn thất là không hề nhỏ các trận đánh khác giành lại chốt tôi không tham gia nhưng lính ta bị thương vong chủ yếu do vấp phải bãi mìn phòng thủ của chúng đại đội đặc công quay về cứ và chín thằng tôi đi tăng cường cũng được trả về đơn vị cũ trên đường về chúng tôi gặp rất nhiều dân ca hỏi ra thì mới biết chính quyền bạn điều động một lực lượng lên đây giúp lính ta vận chuyển lương thực thực phẩm đạn dược lên chốt dân của bạn cùng ta mở đường đưa gỗ lên các điểm cao để xây dựng công sự làm đường biên bảo vệ ở các nơi sung yếu không cho bọn pol pot từ bên kia biên giới vượt vào nội địa chống phá ta và chính quyền của bạn tất cả tuyến biên giới campuchia thái lan ta cùng với chính quyền bạn huy động nhân dân và cùng bạn từng bước tham gia xây dựng tuyến phòng thủ K5, riêng sư đoàn 4 cùng với quân đội và nhân dân của bạn xây dựng tuyến phòng thủ dọc tỉnh Cô Công, Thái Lan dài trên 90 km. Tôi về lại đơn vị cũ được mấy ngày thì lăn ra sốt, uống thuốc cũng không khỏi, phải chuyển lên bệnh xá sư đoàn. Cũng may là lính trực thuộc sư nên bệnh xá ngay bên cạnh. Lính của ta từ tuyến dưới chuyển về đây, nằm chật cả bệnh xá. Thôi thì đủ kiếp, vấp phải mìn bị thương, bị thương do đạn nhọn vân vân. Nhưng nhiều nhất vẫn là sốt rét. Những ca sốt rét từ bệnh xá các trung đoàn phải chuyển về đây là những ca rất nặng, thường là sốt rét ác tính. Nhiều người sốt cao quá lên cơn mê sảng, giữa đêm nhảy xuống giường, vừa chạy vừa hò hét Y bác sĩ phải lấy dây trói chân tay lại để tiêm thuốc, truyền dịch Có đêm có 2 đến 3 ca bị chết Thường trước khi chết, anh ta lên cơn mê sảng Tay chân co giật liên hồi Rồi từ từ chìm dần vào giấc ngủ thiên thu Giữa đại ngàn của xứ sở xa xôi Tôi nằm nhìn đồng đội ra đi Các y bác sĩ làm thủ tục xong Và cho anh ta vào bao ni lông kéo khóa lại đưa xuống khu vực nhà xác chờ có xe rồi đem anh về nước tâm trạng không vui không buồn một điều làm tôi sau này phải chăn trở tại sao chứng kiến nhiều cái chết của đồng đội ở nhiều trường hợp khác nhau mà cánh lính chúng tôi vẫn gần như vô tâm đồng đội chết đó nỗi buồn không lâu lắm và tự hỏi bao giờ đến lượt mình rồi lại vẫn bình thường như không có chuyện gì xảy ra. Vô cảm, phải thế không? Làm sao giữa con người với con người lại dừng dưng được? Huống chi là những người cùng vào sống ra chết với mình, nhưng rồi lại tự úy lạo mình. Mỗi lần có đồng đội hy sinh, cứ buồn thương, ủy mị, dẫn đến chán nản, thì làm sao mà chắc tay súng được? Lúc đó tất cả chúng tôi gần như cùng suy nghĩ chấp nhận thôi sẽ đến lượt mình đúng là chúng tôi đã chấp nhận ngay cả cái chết những ngày tháng ở biên giới nơi đây lính chúng tôi sang đất thái rất dễ chỉ cần qua biên giới khoảng vài km là có trại tị nạn ai trốn sang bên này bên thái họ sẽ ghi họ tên quê quán ngày nhập ngũ số hiệu quân nhân rồi cho vào trại tị nạn sau đó họ sẽ xem xét yêu cầu và cho di tản đi các nước tại sao những người lính chúng tôi không vượt biên để tìm sự sống có gì quý hơn mạng sống của mình đó là tình yêu gia đình tình yêu quê hương đất nước lòng tự trọng của mỗi người việt nam mà mỗi người lính chúng tôi dám chấp nhận hy sinh nhưng không khỏi nhiều lúc cũng nao lòng và cũng đã có những kẻ kể cả sĩ quan đã bỏ hàng ngũ quân đội sang đất Thái đi tìm sự vinh hoa cho bản thân, nhưng con số này rất rất ít. Tôi nằm ở đây phải truyền dịch, rồi tiêm thuốc quinine, hai bên mông muốn chai luôn. Chưa đầy một tuần mới cắt cơn sốt, bác sĩ đã bắt tôi xuất viện nhường chỗ cho người khác. Thực sự là tôi thấy trong người còn yếu, xin bác sĩ ở lại điều trị thêm. Mấy ông lắc đầu rồi kê toa Dược sĩ cho một vốc thuốc về uống tiếp Thời gian ở đây tôi không phải trực đêm Nội cái khoản trực đêm đã hao tổn bao nhiêu sức khỏe Mũi đốt, mắt phải căng ra, tai dọc lên Một đêm mất ngủ hơn 2 giờ trong cả gác Đêm là vậy, ban ngày thì đi truy quét Lội sông, lội suối, luồn rừng Hết đỉa lại vắt bu bám đầy người ở bệnh viện tiêu chuẩn chế độ ăn cao hơn đêm ngủ khễnh khò ngày túm tụ đánh cửa tướng hoặc tán gẫu với những thằng đã bớt bệnh rồi chờ đến bữa ăn tất tần tật đều có người phục vụ vậy thì ai muốn quay về chỗ cực khổ muốn cũng chẳng được một buổi sáng tôi lấy giấy xuất viện về lại đại đội từ bệnh xá sư đoàn đến nơi ở một km đang lếch thách đi thì gặp mấy thằng cùng đại đội lên tiểu đoàn bộ nhận lương thực nhu yếu phẩm nó rủ tôi cùng đi tôi nhập vào hội vì đoạn đường lên tiểu đoàn bộ không xa lắm về nhà cũng chẳng biết làm gì ngoài nằm dài chờ bữa cơm trưa điệp khúc của những tháng mùa mưa ban đêm canh gác ban ngày truy quét dù có cẩn thận đến mấy thì lính ta lâu lâu cũng vấp phải mìn của bọn chúng kẻ tới số thì chết, người Diêm Vương chưa gạch sổ thì bị thương, nhưng mà cái mạng tôi lớn vẫn chưa đến lượt. Rồi mùa mưa cũng sắp đi qua. Những cơn mưa ít dần và lượng mưa cũng ít hơn, báo hiệu lại một mùa khô nữa trên đất bạn. Đường biên giới Campuchia Thái Lan dài 800 km là nơi đồn trú của quân Pol Pot Yung Sari, tỉnh Cô Công, tỉnh Bua Sát nằm trong số đó. Mặc dù bị thua trận, bọn chúng chỉ bị tan rã lúc đầu, sau đó chúng nhanh chóng phục hồi và dồn hết về dọc biên giới Campuchia, Thái Lan. Phía trên thị xã Câu Công là huyện Vi Vieng có dãy núi giáp biên giới Thái Lan, địa hình rất phức tạp. Lợi dụng địa hình rừng núi che chắn, khó khăn cho quân ta khi truy quét. Bọn Pol Pot tập trung về đây rất đông, đường đi truy quét hiểm trở, chỗ nào cũng dày đặc mìn. Được sự hậu thuẫn của một số nước về mọi mặt, chúng lại tiếp tục củng cố đội hình tấn công lại ta. Giữa tháng 11 năm 1980, lệnh của sư đoàn triển khai xuống tất cả các đơn vị trực thuộc, mở chiến dịch truy quét, bán kính truy quét các đơn vị đóng quân 25 km trở lên. Trong mùa mưa, chúng tôi đi truy quét bán kính hoạt động xa nhất chừng 15 km. Vì mùa mưa đi lại trong rừng rất khó khăn. Mùa khô này vị trí truy quét xa hơn, có khi sang cả đất Thái. Do bị ta truy kích, bọn chúng rời hết căn cứ sang bên kia biên giới. Nhưng chúng vẫn tập trung số lượng có khi lên đến cả tiểu đoàn. Lợi dụng rừng núi quen thuộc, chúng từ các căn cứ ở Thái Lan tràn sang đánh ta rồi lại nhanh chóng rút về cứ. Theo mật báo của quân báo cho biết, hướng Tây Bắc về phía biển Cô Công, giáp danh tỉnh Bô Sát, có hơn một đại đội Pol Pot đang tập kết tại đây, cách sư đoàn bộ từ 22 đến 24 km theo đường chim bay. Sư đoàn giao cho tiểu đoàn trinh sát lập phương án tiêu diệt. Ngoài ra, sư đoàn còn tăng cường thêm cho tiểu đoàn trinh sát một trung đội hỏa lực một trung đội công binh phòng khi gặp bãi mìn để xử lý. Một bài học được rút ra ở tất cả các mặt trận trên chiến trường ca. Khi đi truy quét, phải dùng lực lượng đông và kế hoạch tác chiến phải phối hợp đồng bộ. Trước đó do chủ quan, nhiều đơn vị ta khi đi truy quét đã bị bọn Pol Pot đeo bám, chờ cơ hội thuận lợi, chúng chia cắt đội hình mà đánh trả, làm quân ta tổn thất nặng nề. Một kế hoạch tác chiến được tiểu đoàn xây dựng xong phân công cho từng đại đội. Vào 7 giờ sáng một ngày cuối tháng 11 năm 1980, tiểu đoàn để lại một trung đội dự cứ, tất cả hành quân. Tiểu đoàn trưởng cầm tấm bản đồ cắt hướng, các đại đội vừa đi vừa mở đường. 12 giờ trưa, tiểu đoàn trưởng cho nghỉ tại chỗ chừng 15 phút để ăn cơm. Mỗi người chỉ được ăn vài miếng vì nước uống trong bình tông đã hết từ lâu, khô miệng, không ai nhai nổi, mặc dù có nước sông suối, nhưng do vào mùa khô, nước biển xâm nhập vào không thể uống được. Nghỉ xong, đơn vị lại tiếp tục hành quân. Nắng mùa khô cộng thêm cái khát, đói thì chịu đựng dễ, chứ khát thì thật là khốn khổ. Tôi lại nhớ lúc ở nhà, được ông nội cho xem tập sách chuyện tam quốc diễn nghĩa lúc quân sĩ khát quá tào tháo nói phía trước có rừng mơ nghe xong quân sĩ đều ứa nước miếng mà đi tiếp chúng tôi đi ít km nữa là tới cứ của bọn chúng chắc chắn sẽ có nước vì thế ai cũng bước nhanh hơn khi cách cứ của chúng đóng quân chừng 500m tiểu đoàn cho triển khai đội hình chiến đấu ba đại đội đi ba hướng cùng tiến vào trung đội công binh và hỏa lực được chia đều cho ba đại đội hai giờ kém các đại đội cách khu nhà chúng ở chừng một trăm mét thì bọn địch gác phát hiện chúng bắn một loạt ak rồi vừa hô lên run run rồi bỏ chạy tất cả đồng loạt tấn công bọn địch bị đánh bất ngờ chúng vừa bắn trả vừa chạy dọc theo bờ biển rút thẳng vào rừng trước khi tấn công vào khu nhà ta đã bố trí một khẩu 12 ly 7, hai khẩu trung liên RBD, một khẩu đại liên, hỏa lực B40, B41 đón chúng chạy ra. Với cự ly bắn gần, bọn chúng để lại 20 xác chết. Do lính ta quá khát nước, hơn nữa là toàn rừng, việc truy kích chúng không xa. Địa thế nơi đây hiểm trở, phía sau khu nhà chúng ở là biển, phía trước cách nhà chúng chừng 20 mét là rừng rậm khi chúng bỏ chạy tiểu đoàn tràn vào phá hết những vật dụng cần thiết số gạo tiểu đoàn tận thu thứ là không cho chúng lương thực lại cung cấp quân lương cho ta hơn ba giờ chiều tiểu đoàn rút quân khi rút được một km gặp bọn chúng đánh trả kinh nghiệm chiến trường cho thấy nếu ta đuổi theo chúng sẽ bị vấp mìn hơn nữa trong núi rừng bọn chúng quen thuộc hơn không cẩn thận sẽ mắc phải bẫy của chúng Tiểu đoàn cho một đại đội vừa bắn chặn, vừa cầm cự, vừa rút. Các đại đội lặng lẽ lui binh. Bọn này theo ta gần ra đường lộ chính mới thôi. Khi đến lộ chính, đã thấy bốn xe tăng của đại đội thiết giáp cùng sáu chiếc GMC đang chờ chúng tôi để đưa về. Phải chờ 20 phút sau, tiểu đoàn mới tập kết đầy đủ. Lúc này trời đã nhá nhem tối. Tất cả lên xe về cứ Đội hình bố trí khi rút, hai xe tăng đi trước, hai xe tăng đi sau, xe chở lính đi giữa, mỗi xe tăng bảo vệ một bên, nơi nào nghi ngờ có địch cứ thế nhà đạn. Đầu tháng 12 năm 1980, toàn bộ sư đoàn được bổ sung quân, sư đoàn phân về cho đại đội tôi gần 30 đồng chí. Trung đội tôi được 8 chiến sĩ, con số trung đội lên đến 19, bổ sung không nhiều nhưng cũng thấy ấm lưng. Tám tân binh ở đủ các miền quê Nam Bộ, người thì Bến Tre, người An Giang, người Đồng Tháp. Tới đây tất cả quý nhau hơn anh em một nhà. Thêm một tay súng, thêm niềm tin chiến đấu nơi chiến trường. Các tân binh mới đã qua gần 3 tháng huấn luyện nhưng chưa từng trải qua chiến đấu. Những ngày không đi truy quét, trung đội thay nhau hướng dẫn cách sử dụng tất cả các loại vũ khí học xong, chúng tôi cho bắn các loại đạn thật, đạn của bọn địch thu về sau mỗi lần truy quét nên tập bắn vô tư. Nhìn chung, lính mới chỉ cần vài lần đi truy quét gặp địch là trở thành lính cũ ngay. Không học ở đâu nhanh bằng học ở trực tiếp nơi chiến trường. Cuối tháng 11 và tháng 12 năm 1980, mặc dù ta tăng cường truy quét, lực lượng của chúng không giảm mà lại tăng lên. Do chúng được hậu thuẫn mọi mặt từ Trung Quốc và một số nước, chúng có điều kiện tập hợp lại những đơn vị tan rã trước đây và tuyển mộ lính mới. Các trận đánh cấp đại đội trở lên liên tục được diễn ra. Theo thông tin từ các anh cán bộ đại đội, bọn Pol Pot học theo chiến thuật của ta, đầu năm 1979 với ý đồ nhử ta vào sâu đất của chúng rồi tìm cách chia cắt, bao vây, tiêu diệt ta. Nhưng không ngờ, gậy ông lại đập lưng ông. Ta đồng loạt tấn công trên tất cả các hướng, đánh thẳng vào đồ não của chúng là thủ đô nông Penh, làm cho chúng bị bất ngờ, trở tay không kịp, buộc thầy cho bọn Pol Pot phải bỏ của chạy lấy người. Lên tàu hỏa, rút về biên giới Campuchia, Thái Lan. Chính vì vậy, mà chúng khôi phục lại lực lượng rất nhanh chóng. Cũng phải công bằng mà nói, tập đoàn lãnh đạo Pol Pot cũng không phải dạng vừa. Không biết chúng tuyên truyền với người dân và binh lính như thế nào, mà một bộ phận lớn vẫn cuồng tín theo nó. Và không hiểu bằng cách nào, chế độ tàn bạo đó vẫn được liên hợp quốc binh vực nâng đỡ. Cũng nghe mấy anh cán bộ tiểu đoàn, đại đội nói với nhau lãnh đạo nhà nước ta rất sáng suốt. Nếu như cuối năm 1978, đầu 1979, ta đuổi chúng qua biên giới rồi lại rút quân về, thì cuộc chiến tranh biên giới giữa ta và tập đoàn Pol Pot không biết đến bao giờ mới kết thúc. Vì đứng sau bọn Pol Pot là rất nhiều nước cùng nhúng tay vào. Cuối năm 1980, sư đoàn bộ chuyển về thị xã Cô Công, cách nơi ở cũ chừng 18 km. Thị xã Cô Công được bao quanh bởi sông suối, các bãi sình lầy, những cây sú vẹt mọc um tùm. Đường vào thị xã có một con đường chính là lộ 48 ở hướng đông bắc từ ba phía tây, bắc và đông. Cách 4 đến 6 km là các dãy núi có độ cao khoảng 80 đến 200 m. Thị xã cách biên giới Thái Lan nơi gần nhất chừng 12 km đường biên giới chạy dọc theo các điểm cao. Nhìn chung, địa hình nơi đây khá hiểm trở. Lam Sơn chướng khí, rất khó khăn cho ta bảy binh bố trận. Thời đó lính sư bốn có mấy câu thơ, gần như ai trong sư đoàn cũng thuộc. Cô công nước độc rừng thiêng, lính sư bốn sốt không kiêng anh nào. Cô công rừng núi núi rừng, lính sư bốn sốt tưng bừng nơi đây ai mà thoát được mới hay đồng đội lập tức phong ngay anh hùng có thể nói mỗi chúng tôi cũng xứng đáng là anh hùng lắm chứ cũng từng xông pha bao nhiêu trận chiến dám chấp nhận vào sống ra chết bất cứ lúc nào khi đơn vị yêu cầu chịu bao gian khổ khó khăn vẫn kiên gan bền trí luôn sát cánh cùng đồng chí đồng đội để đánh đuổi quân giặc đem lại yên bình, hạnh phúc cho người dân lương thiện. Vậy đã đủ tiêu chuẩn anh hùng chưa? Nhưng mà nhiều anh hùng quá cũng không xong, nhà nước lấy đâu ra nhiều huân chương để khen thưởng. Hơn nữa, nhiều quá thì giá trị sẽ giảm đi. Cho nên trong đơn vị phải bó đũa chọn lấy cột cờ đại diện là được rồi. Ngày 25 tháng 1 năm 1983, sư đoàn được nhà nước tuyên dương danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Nhiệm vụ của tiểu đoàn trinh sát vẫn là trinh sát nắm tình hình địch, bảo vệ sư đoàn bộ, phối kết hợp hoặc tăng cường cho các đơn vị khác khi cần thiết. Đội hình của sư đoàn được bố trí, sư đoàn bộ nằm ở trung tâm, cũng là trung tâm thị xã Cô Công. Xung quanh sư đoàn bộ có tiểu đoàn pháo binh, tiểu đoàn thiết giáp, tiểu đoàn hậu cần, vận tải, tiểu đoàn quân y, các phòng ban của sư đoàn, các đơn vị trên lại được bảo vệ vòng ngoài là tiểu đoàn trinh sát. Tiểu đoàn trinh sát đóng cách sư đoàn bộ trên dưới 1 km. Các trung đoàn trực thuộc sư đoàn đóng quân theo yêu cầu trong công tác tác chiến, nhưng trên cơ sở khi cần thiết phải ứng cứu được nhau. Sư đoàn phải đảm nhiệm toàn bộ tỉnh Cô Công và một phần tỉnh Pô Sát thường các trung đoàn đóng quân cách sư đoàn bộ từ 15 đến 20 km, có khi trên 30 km. Đại đội tôi đóng quân nằm ở phía tây sư đoàn bộ. Các trung đội cách nhau 150 đến 200 m, toàn tiểu đoàn tạo thành một vành đai bảo vệ sư đoàn bộ. Dân Campuchia trở về thị trấn ngày một nhiều hơn. Khi chúng tôi hỏi, họ cho biết trại tập trung của bọn Pol Pot bên đất Thái Lan quản lý dân không chặt như trước nhân có cơ hội đó họ trốn về quê cũ đa số người dân khi về nơi đây chỉ có hai bàn tay trắng ngoài bộ quần áo rách dưới có ít giấu được vài chỉ vàng họ hỏi chúng tôi để đổi gạo chúng tôi hỏi đổi ra sao họ nói đổi một chỉ vàng lấy ba lon gạo chúng tôi cười nói bộ đội việt nam không có gạo để đổi Trước những khó khăn của người dân khi trở về, sư đoàn chỉ đạo cho tất cả các đơn vị tập trung lại, làm nhà, sửa chữa, chữa bệnh cho nhân dân, tiết kiệm khẩu phần ăn của đơn vị để giúp dân chống đói. Trong thời gian này, tôi học tiếng của bạn rất nhanh, nhờ vào giao tiếp hàng ngày. Tôi là người chịu khó học, nên vốn tiếng Khmer cũng khá khá. Khi đơn vị tôi ở đây, những lúc rảnh rỗi Tôi cùng mấy thằng trong trung đội Hay sách súng la cà Đi vào nhà dân để chơi Tôi kiêm y tá trung đội Được y sĩ tiểu đoàn Phát cho một cái túi vải quân y Để đựng thuốc, bông băng, dụng cụ y tế Cái túi có chữ thập ở giữa Báo hiệu với mọi người rằng Đây là y tá Cơ số thuốc do quân y tiểu đoàn phát xuống đại đội Đại đội phát xuống các trung đội Lúc đó chủ yếu là thuốc sốt rét có cả thuốc uống và thuốc tiêm. Thuốc tiền gây mê cũng có, phin, Novasin loại 5ml. Mỗi loại vài chục ống, cùng một số loại thuốc trợ sức và bông băng gạc. Tất cả cũng đầy một túi, nhưng chủ yếu là bông băng. Khi vào nhà dân chơi, tôi đeo túi này và đương nhiên luôn được trao đổi bằng các loại sản vật mà họ săn bắn được trong rừng. Khi thì con thỏ Lúc con gà, con trồn, mật ong Nói tóm lại Nhờ có bảo bối, túi thuốc quân y Nên lâu lâu trung đội có bữa ăn tươi Một hôm Đơn vị được nghỉ đi truy quét Tôi, thằng Hải, thằng Huy, thằng Trung Rủ nhau đi cải thiện Thằng Trung thì mới được bổ sung vào đơn vị Lính An Giang Nên nói gì cũng nghe Đi đâu tôi thường cho nó đi theo Sau này tôi lấy nó đi trong nhóm trinh sát Sang bên đất Thái từ khi bị lạc nhau, tôi không biết sau trận đó nó còn hay mất. Rất tiếc, tôi chỉ biết nó ở tỉnh An Giang mà không biết nó ở huyện nào, xã nào. Đang đi nghe tiếng gọi. Puppet, Puppet. Tức là chú y tá, chú y tá ơi. Tiếng gọi như van xin, chúng tôi dừng lại, thấy một người phụ nữ chừng 35 đến 36 tuổi, dáng người gầy gò, tóc quăn tít nước da đen nhẹm, vận bộ quần áo rách dưới đang tiến lại. Khi đến gần chúng tôi, hai tay chị chắp lại, đưa ra phía trước trong hơi thở hồn hển. Khi người dân Campuchia chắp hai tay giơ lên trước mặt người khác, đó là thể hiện sự tôn trọng và cầu xin. Rồi chị nói: "Puppet ơi, cứu con tôi, xin cứu con tôi, nó bị bệnh nặng lắm." Tôi hỏi: "Nhà chị ở đâu?" dẫn chúng tôi đi Chị đi trước Chúng tôi đi theo sau Ôi cái dáng siêu vẹo của chị Làm tôi chạnh lòng Nhớ đến mẹ tôi thuở nào Mẹ suốt một đời làm lũ Nuôi bảy anh em tôi ăn học Cũng vào những ngày này của mùa này Giữa cái lạnh như kim châm và da thịt Mờ sáng mẹ tôi đã phải tranh thủ Đi cắt gánh cỏ cho bò Làm sao để kịp Giờ ra đồng Cùng với bà con trong hợp tác xã mùa đông lạnh, làm gì có nhiều cỏ để mẹ cắt cho nhanh. Rồi đến những ngày tháng 2, tháng 3 là những ngày giáp hạt. Mẹ với gánh bầu trên vai, chiếc đòn gánh oằn cong, đôi chân trần bám đất, gánh lên chợ tỉnh, xa nhà 5 đến 6 km. Chưa về trong chiếc thúng có vài chiếc bánh đa, gần trưa tất cả anh em tôi đều ngóng mẹ về. Mới thấy mẹ ở đầu ngõ cùng chạy ào ra rồi kêu lên mẹ về mẹ về mẹ cầm mấy cái bánh đa đưa cho tôi chia phần cho các em tôi đang chìm trong suy nghĩ thì nghe giọng nói của chị nhà tôi đây các chú ơi tôi đưa mắt nhìn về phía trước một cái nhà đúng ra là một túp lều không hơn không kém được dựng sau một cây xoài dại tôi nói mấy thằng ở bên ngoài để tao vào xem sao Khi chị đi vào Tôi lách vào theo Vì túp lều làm cửa ra vào quá nhỏ Vào bên trong Nhìn thấy hai đứa nhỏ Đứa con trai chừng 10 tuổi Và đứa em gái chừng 7 tuổi Cả hai gầy dơ xương Đang nằm trên chiếc sạp Làm bằng cây nhỏ Trên trải lá cây Khi thấy tôi vào Nó đưa đôi mắt mệt mỏi Ngơ ngác nhìn rồi nhắm lại Chị chủ nhà nói Hai đứa bị sốt cả tuần nay Chị đã lấy lá rừng nấu nước cho nó uống Nhưng bệnh tình không hết Tôi cúi xuống Đưa tay kiểm tra thân thể chúng Đứa nào cũng nóng hầm hập Lấy nhiệt kế ra đo Cả hai đều trên 40 độ Tôi nói với chị là đi đun nước Làm vệ sinh kim tiêm Tiêm thuốc trợ sức cho cháu Sau đó cho uống thuốc sốt rét Vì theo mô tả của chị triệu chứng sốt rét rất điển hình. Cả hai đứa đều trải qua ba giai đoạn, nóng, lạnh, da mồ hôi. Nhưng trước khi uống thuốc, phải cho bọn trẻ ăn gì đó. Đưa mắt nhìn xung quanh túp lều, cả trong lẫn ngoài. Tôi không thấy một vật gì có giá trị, ngoài con gà mẹ đang kêu tục tục, bới mồi cho bầy gà con. Tôi nói với chị, trước khi uống thuốc, chị nấu cháo cho hai cháu ăn, Chị nhìn tôi có vẻ e ngại rồi nói: Nhà hết gạo từ lâu rồi. Cả nửa tháng nay chị vào rừng đào củ mài để về ăn thay cơm. Tôi bảo thằng Hải, thằng Trung về ngay đơn vị nói anh nuôi cho xin ít gạo, ít mắm muối, cá khô. Nhớ lục trong ba lô của tao, còn một ít đường và hộp sữa mới được phát mấy bữa trước, chưa ăn hết, đem về đây. Nước đã đun sôi tôi lấy bơm tiêm vệ sinh sát trùng rồi tiêm cho mỗi đứa một ống camphona một ống b 1 chắc từ nhỏ đến bây giờ hai đứa này khi đau bệnh không được dùng thuốc vì khi tiêm thuốc xong vài phút sau thấy chúng linh hoạt hẳn lên chờ hơn hai mươi phút thấy trên tay cả hai thằng hải trung đồ đạc lình kỉnh chả là đợt vừa rồi chúng tôi đi truy quét vào ngay cứ của bọn pốt bọn pốt bất ngờ tháo chạy chẳng kịp mang theo thứ gì mấy thằng kỹ tính nhặt cả nồi niêu xong chảo mang về ấy vậy mà giờ lại thật hữu ích vừa thấy tôi thằng trung nhanh nhỏ lên tiếng em về trung đội kể lại chuyện chị khơ me xin cứu hai đứa con nhỏ đang bị bệnh và thuật lại hoàn cảnh của chị nghe em kể xong chúng nó nhao nhao đứa thì lục ba lô kiếm xem có gì cho đứa thì kiếm túi đựng gạo Thằng Hưng nhập ngũ cùng đợt với nó Bắt em đem cả nồi nấu cơm Với cái siêu đun nước Nó dơ lên Tay dính đầy muội đen Rồi nhe răng cười Trông thật đáng yêu Chúng tôi chào lại tất cả Những gì anh em trong trung đội đóng góp Kể cũng kha khá Khoảng 4 cân gạo 3 hộp sữa Chừng 2 cân đường cát một bịch nước tương một bịch muối Ít cá khô Chừng này là đem ra đổi vàng Ít nhất cũng được 6 đến 7 chị. Khi pha sữa cho hai đứa uống xong, tôi cho chúng uống thuốc, rồi đưa thuốc cho chị chủ nhà và hướng dẫn cách dùng. Chúng tôi ra về trong tiếng cảm ơn không ngừng của chị. Trên đường về, thằng Hải nói lớn, xui thật, hôm nay đi không được gì, còn lỗ vốn. Nó nói là nói thế, chứ tâm nó không phải thế. Tôi cười nói, thế mày không nghe các cụ xưa chả nói. Cứu một người bị nạn còn hơn đọc bảy cuốn kinh à? Quân đội mình sang đây làm nhiệm vụ quốc tế, cứu dân tộc Campuchia khỏi họa diệt chủng. Ngoài việc đó ra, còn phải cứu đói, cứu bệnh chứ. Hơn một tháng trước, các cán bộ sư đoàn chả không lên dây cót cho bọn mình là gì. Tất cả im lặng, trở về đơn vị, nhưng trong lòng ai cũng thấy vui. Tôi nhớ trong kinh Phật, có một câu, đại ý là Muốn tâm hồn thanh thản thì hãy làm việc thiện. Và câu nói trên theo tôi hoàn toàn đúng. Vì sau này cả đến bây giờ, mỗi lần tôi giúp một ai đó trong công việc gì chính đáng, tôi cảm thấy rất vui. Mỗi ngày tôi và thằng Trung đều tranh thủ ghé thăm hai thằng bé. Tôi cho nó uống thuốc rốt rét bao vây vì có rất nhiều chủng ký sinh trùng trong rốt rét, một loại thuốc rốt rét chỉ đặc trị một loại ký sinh trùng Nhưng rất may mắn Nó uống đúng thuốc Kèm với thuốc trợ sức Mỗi lần tôi đến thăm Chỉ sau vài ngày Hai đứa hoàn toàn khỏi bệnh Mỗi lần thấy tôi đến Hai đứa vui lắm Và tôi không quên mang cho nó Lúc thì gói mì Lúc thì con tôm Khi thì phong lương khô Xin của anh em trong trung đội Thấy cảnh mẹ quá con côi Tôi về bán với anh Long trung đội trưởng tập trung anh em chặt cây dựng cái nhà tạm cho mẹ con chị ta. Anh Tường là trung đội trưởng, bị thương do đạp mìn khi đi truy quét. Tiểu đoàn điều anh Long từ đại đội 2 sang thay đã được 2 tháng. Anh Long báo cáo đại đội và ngay ngày hôm sau, hơn chục đứa chúng tôi vào nhà dân mượn dao, dựa, búa đi chặt cây. Cây chẳng phải chặt đâu xa, cứ những cây nào bằng bắp đùi trở xuống xung quanh nhà chị là chúng tôi phang ngã. Đội thợ bắt đắc dĩ làm cũ nhanh giả phết. Chúng tôi làm nhà theo kiểu dân Bắc. Sáu cây cột có chiều cao bằng nhau, được chôn theo từng cặp. Mỗi cặp cách nhau 2 đến 5 mét. Chiều rộng trong từng cặp là 4 mét. Chôn hai cây cột cao hơn 1,5 mét so với sáu cây cột kia ở giữa hai đầu. Gác một cây ngang từ cây cột này sang cột kia. Các cặp cột cây cột được liên kết với nhau bằng những cây nhỏ hơn cột chính. Từ các cặp cột hai bên, đưa những cây nhỏ hơn lên cây ngang, hình thành khung nhà, sau đó tùy ý mà bố trí cho khung nhà vững chắc. Xong khung nhà chính, còn thiếu cửa ra vào. Chặt thêm một ít cây cao khoảng 1,8 mét, chôn sát với một cây gần giữa nhà. Kiếm cây đà ngang chừng một mét gác lên. Một ít cây que ngang dọc, thế là có cánh cửa. Cây rừng thì không thiếu, thích thì cứ đưa vào. Tất cả được sử dụng bằng đinh. Đinh phải lên chốt xin đơn vị bạn. Vì trên đó khi pốt chiếm được công sự của ta, không biết chúng làm gì mà đem theo đủ thứ các loại. Trong đó có cưa, đục, đinh nhỏ, đinh to. Khung nhà đã xong, còn vận dụng lợp nhà. Ngày hôm sau, chúng tôi chặt cỏ chanh. Đúng ra là đi cắt cỏ chanh, nhưng dân ở đây không có liềm hái. Thế là chúng tôi dùng những gì có thể phát chặt ngang gốc. Sau đó gom lại, được cái cỏ chanh ở đây mọc cao hơn cả đầu người, nên công việc cũng nhanh chóng. Thằng chặt cỏ, thằng kiếm tre trúc nẹp cỏ chanh. Đến chiều thì cái nhà đã lập xong. Chúng tôi không quên làm thêm cho hai mẹ con hai chiếc giường bằng tre trúc ghép lại. Mọi người đứng ngắm nhìn công trình thế kỷ của những kiến trúc sư, kỹ sư xây dựng được đào tạo từ lò trường trung học, cao đẳng, đại học quân đội ra. Lòng thấy rộn ràng vui, mặc dù các cây cột nhà, đòn tay, xui mẻ, vỏ lột còn chưa sạch, tranh lợp cũng chẳng thẳng hàng. Nhưng so với túp lều khi trước thì quả là một ngôi nhà lý tưởng cho mẹ con của chị. Trung đội ra về trong tiếng Okun con top Việt Nam. Cảm ơn bộ đội Việt Nam. Với hàng nước mắt lăn dài trên gò má gầy gò của chị. Khi tôi còn ở đây, thỉnh thoảng tôi cùng anh em trung đội ghé thăm mẹ con chị và không quên mang theo ít lương thực, nhu yếu phẩm của anh em gom lại cho hai đứa nhỏ. Giờ đây, mỗi khi nhớ lại những hình ảnh đó, trong tôi lại dâng trào những cảm xúc khó tả đó là cảm giác căm thù sự tàn bạo dã man của bọn pol pot những kẻ đang tâm sát hại ngay cả đồng bào của mình khiến cho họ sống mà không bằng chết đó còn là cảm giác tự hào sự thanh thản trong tâm hồn vì mình đã từng là người lính tham gia cùng quân tình nguyện việt nam đã làm những việc có ích giúp đỡ cho những người dân campuchia vô tội và giúp cho đất nước campuchia được hồi sinh Thoát khỏi bàn tay vấy máu của bọn khát máu Bọn Pol Pot tập trung kéo đến đánh ta Chủ yếu từ khu vực giáp danh Đất giữa Campuchia, Thái Lan Khi bị ta phản công, truy kích Chúng lại rút sâu vào đất Thái Với phương châm của ta Phải tiêu diệt tận gốc xào huyệt của chúng Trong thời gian này Các đơn vị trinh sát liên tục luồn sâu Kể cả vào đất Thái Lan để nắm tình hình của chúng. Khi tổ chức luồn sâu, trông chúng tôi không khác gì dân Campuchia là mấy. Cũng bận quần áo như dân Cam cũng khăn khả ma quấn trên đầu, tóc tai không cắt bơm sờm. Lâu ngày trong rừng, phơi xương phơi nắng, nước da đen thui, chỉ mỗi tiếng nói khi phát âm lơ lớ như Việt Kiều Campuchia. Có một chuyện tôi không thể không kể lại vì nghe có vẻ ly kỳ, khó tin nhưng là sự thật. Anh Mùi cùng tiểu đoàn trinh sát sư 4, quê tỉnh Hải Hưng, nhập ngũ năm 1977, giữ chức tiểu đội trưởng tiểu đội trinh sát. Vào khoảng trung tuần tháng 10 năm 1980, anh chỉ huy tiểu đội gồm tiểu đội phó cùng hai chiến sĩ luồn sâu vào căn cứ địch để nắm tình hình. Trên đường đi bị trúng ổ phục kích của bọn Post Toàn tiểu đội bị chúng bắn chết Duy chỉ có mình anh sống sót Bọn chúng bắt sống được anh Chúng không giết anh ngay Mà trói tay dẫn đi Có lẽ trước khi giết Chúng dẫn anh về cứ Để khai thác tư liệu Theo anh kể lại Chúng có bốn thằng Khoảng hơn 4 giờ chiều Trong rừng trời đã sâm sẩm Do ánh nắng chiều bị che khuất Bởi bóng cây Đang đi Một thằng phát hiện ra tổ ong mật trên cây do mùi thơm tiết ra chúng xúm lại và trong giây lát quên mất sự có mặt của anh anh nghĩ nó không giết mình trước cũng giết mình sau tốt nhất là làm sao để chúng bắn mình chết mà không bị hành hình theo kiểu thời trung cổ trong lúc chúng không để ý hai tay anh co duỗi tới lui anh đã nới lỏng được dây chói và nhắm hướng rừng chạy vào nghe tiếng động bọn chúng sực nhớ tới anh rồi rượt và thi nhau đuổi theo. Nhờ có rừng với sự cộng hưởng của ánh nắng tàn cuối ngày mà anh may mắn thoát chết. Hơn một ngày sau, anh tìm về được đơn vị, khi hai tay vẫn còn dây chói. Cuối tháng 12 năm 1980, đại đội phân công cho tôi dẫn nửa trung đội, luồn sâu nhằm nắm tình hình của địch. Thời gian đi 4 đến 6 ngày rồi quay về từ đơn vị cắt đường chim bay đến địa điểm cần đến tính trên bản đồ là 32 cây số đi đường vòng là trên 50 cây số là khu vực giáp danh giữa hai tỉnh cô công và Pusat tôi lấy 7 đồng chí trong đó có hai lính mới cùng tôi đi làm nhiệm vụ trung đội trưởng ở lại trang bị lên đường của mỗi người là một ba lô đựng quân tư trang gạo sấy mấy phong lương khô đủ dùng trong một tuần. Thêm chiếc xanh tuyê thắt ngang hông mang liệu đạn, dao lê, bình tông đựng nước. Tôi dùng K54 mượn của trung đội trưởng, chiến lợi phẩm thu được trong một trận đánh, dấu không báo cho cán bộ tiểu đoàn biết. Còn lại, một người giữ một người giữ khẩu M79 với bao đạn đầy đủ, sáu người mang súng AK bắn gấp, mỗi khẩu 300 viên đạn. Một thứ không thể thiếu đó là bản đồ, la bàn, giấy viết. Trước khi đi, mọi người được quán triệt. Nhiệm vụ chính là nắm tình hình địch. Gặp địch là phải tránh. Nếu địch phát hiện, rút. Trừ trường hợp đặc biệt mới nổ súng. Vào một buổi sáng, cơm nước xong, chúng tôi lên đường. Trước khi đi, mỗi người không quên đem theo cơm vắt, khẩu phần ăn trong ngày. Trên đường đi, nơi nào cũng là rừng thưa. Cắt đường, nơi nào rừng rậm, đi vòng. Càng đi sâu phải càng cẩn thận, vì có thể chúng gài mìn hoặc mai phục. Không chỉ có đơn vị tôi luồn sâu, rất nhiều đơn vị của ta cùng sang vùng đất giáp danh Campuchia, Thái Lan. Bọn bột bốt thường gài mìn để phục kích. 4 giờ chiều, trong rừng già trời đã nhá nhem. Nhìn trên bản đồ, theo đường chim bay, còn cách cứ của chúng 9 km. Chúng tôi dừng lại, ăn tối và nghỉ. Đi cả ngày, vừa đi lại vừa mở đường, ai cũng thấm mệt. Một giải pháp không ai cánh gác là phải ngủ ở trên cây. Trời về đêm, ngủ trên cây có nhiều cái lợi. An toàn hơn dưới đất, rắn rết, mũi ít hơn. Tranh thủ ăn xong, làm ngụm nước. Mỗi người tự chọn cho mình một cái cây phù hợp. Thường là cây có ba chạm, leo lên nằm nghỉ ngủ giữa rừng núi mênh mông chưa ngủ được mà chẳng ai dám nói chuyện cứ đi vài tháng liên tục như thế này coi chừng quên mất tiếng nói mọi trao đổi gần như ra hiệu bằng cử chỉ hoặc ánh mắt sáu giờ sáng tất cả xuống đất qua một đêm ngủ thả ga lấy lại sức ai cũng linh hoạt trở lại xúc miệng qua loa ăn sáng xong Tôi đề nghị mọi người đã ngay sát nách địch phải hết sức cẩn thận khi tiến vào địa bàn của chúng. Tuyệt đối giữ bí mật, không được hút thuốc, không đằng hắng, không ho, không phát ra tiếng động khi di chuyển. Chúng tôi đi hàng một, người này cách người kia 12 đến 15 mét. Nơi nào rừng rậm, khoảng cách thu lại là 5 đến 7 mét. Mặt trời gần đứng bóng, còn cách cứ của chúng khoảng 200 mét. Quan sát qua ống nhòm Vướng cây nhìn không rõ Tôi quyết định Phải tiếp cận thật gần bọn chúng Lợi dụng chúng đang nghỉ trưa Sẽ lơ là trong việc canh phòng Chúng tôi bò dần vào Khi cách chúng trên 100 mét Rồi dừng lại Quan sát qua ống nhòm Thấy các dãy nhà của chúng Làm ngay sườn đồi Nhà tiền chế Lập bằng tôn thiếc Một toán lính đang bốc vác Không biết trong bao đựng gì Tôi đoán có lẽ chúng đang chuyển gạo Từ trên xe tải xuống Quan sát thêm vài phút Lại thấy có cả phụ nữ, trẻ em Mọi người đoán chắc là vợ con của bọn lính Tôi cho anh em rút ra Cách căn cứ địch chừng 500 mét Ém quân, chờ nửa đêm Lúc chúng ngủ say Sẽ bò vào trong doanh trại nắm tình hình Đến vị trí ém quân Cắt cử thay nhau gác Mọi người tranh thủ ngủ để lấy lại sức khi mặt trời sập xuống, tất cả di chuyển dần ra bìa rừng. Không gì lâu bằng sự chờ đợi, thỉnh thoảng tôi lại nhìn đồng hồ qua ánh đèn pin che kín. Mãi mới đến 11 giờ 20 phút, tôi ra lệnh cho anh em ăn uống trước khi xâm nhập vào cứ địch. 11 giờ 40 phút, chúng tôi bắt đầu xâm nhập. Khi nhìn thấy ánh đèn lờ mờ, đội hình hàng một bỏ vào. Theo như kế hoạch từ trước, trên đường đột nhập vào doanh trại của chúng phải di chuyển hàng một cách nhau trên dưới 10 mét đề phòng chúng gài mìn khi vào đến doanh trại chia ra hàng ngang cách nhau 10 mét tiến sâu vào quan sát để nắm tình hình chúng về mọi mặt từ bìa rừng bò sát vào chân doanh trại của chúng mất chừng hơn nửa tiếng vì vừa bò vừa phải dùng tay để giả mìn vừa nghe ngóng động tĩnh nếu gặp chướng ngại vật nghi ngờ làm mìn lại phải đổi hướng vào để đảm bảo an toàn cũng như không mất thời gian người trước và người sau liên hệ với nhau bằng sợi dây dù sợi dây lúc nào cũng phải căng ra người sau cứ thế theo sợi dây dù của người trước mà tiến nếu để sợi dây trùng sẽ rất nguy hiểm vì bò lệch vị trí có thể vướng mìn mọi người lần lượt tập kết tại chân doanh trại của bọn chúng. Khi người cuối cùng tới nơi, tất cả thận trọng, dàn hàng ngang bò vào. Tôi bò vào doanh trại của chúng chừng 15 mét. Đang quan sát xung quanh, bỗng nghe tiếng ruôn, ruôn, hét lên thất thanh. Theo phản xạ tự nhiên, tôi lao về phía sau. Doanh trại của địch nhốn nháo, hàng loạt tiếng kêu ruôn, ruôn, sau chừng 10 giây là các loại đạn của chúng bắn xối xả. Tôi cứ thế vừa lăn, vừa chạy, vừa bò, vừa trườn trong làn đạn dày đặc của địch. Đúng là chỉ có đạn tránh người, chứ người làm sao mà tránh đạn được. Với đủ các động tác theo bản năng sống còn, tôi cũng không hiểu mình làm sao có thể thoát khỏi danh trại của chúng để ra được bìa rừng. Ra đến nơi, cách chúng khoảng 80 mét, tôi dừng lại chờ ngóng anh em. Súng đạn của chúng vẫn thi nhau bắn Cũng may là ban đêm Chúng không dám đuổi theo Kiểm tra lại trên người Lấy tay sờ soạng khắp cơ thể Xem có bị thương hay không Rất may không việc gì Chỉ bị chảy xước Do va quệt phải gai góc cây cối Kiểm tra quân tư trang vũ khí Chiếc ba lô đựng quần áo Mùng mền Gạo sấy Chiếc la bàn Ống nhòm Và tấm bản đồ đã văng đi lúc nào. Khẩu K54, ba trái lựu đạn còn nằm trong xanh tuya. Rất tốt, vũ khí là quan trọng nhất. Không may gặp địch hoặc bị địch vây hãm, vẫn còn đồ chơi. Đó là viên đạn cuối cùng sẽ dành cho mình. Hoặc trái lựu đạn cuối cùng cùng chết chung với bọn chúng. Pol Pot không có chính sách tù binh. Nếu nó bắt được mình, nó không bắn mà hành hạ bằng mọi cách dã man nhất như lột da, moi gan lấy mật, cho đến chết. Vì vậy, những người lính ở chiến trường Campuchia bao giờ cũng có vài trái lựu đạn trong người để phòng khi bất chắc. Chờ mãi, chờ mãi, vẫn không có ai quay ra. Lúc này ánh trăng cuối tháng đã sáng rõ, rất dễ quan sát. Không lẽ hy sinh hết rồi sao? Có thể lắm, vì tất cả đã vào sâu hơn 10 mét một là bọn lính gác phát hiện hai là ban đêm chúng thức dậy đi vệ sinh vô tình phát hiện với mật độ đạn bắn ra như vậy khó ai có thể thoát chết hoặc thoát được đã chạy thẳng vào rừng tôi bò dọc theo mép rừng để kiếm tìm và chờ đợi thêm một tiếng đồng hồ không thấy ai tôi quyết định tìm đường quay về tự mình định hướng cắt rừng bên ngoài rừng trời vẫn sáng vào trong rừng trời tối om không xác định được phương hướng không chừng đi loanh quanh lại chui đầu vào dọ của bọn pot quay ra được bìa rừng nằm chơi chơi sáng mệt rất mệt và lại khát buồn ngủ mắt cứ phải căng ra chỉ cần nhắm lại ít giây là ngủ ngay nghĩ đến cảnh ngủ quên khi giật mình tỉnh dậy bọn pôn pot trong tay lăm lăm con dao đang cười hồ hố hố chúng đang chuẩn bị thọc dao vào mạng sườn rồi leo lên bụng đâm cho phổi gan. Vì mình trông cũng béo tốt chứ không đến nỗi. Nghĩ tới cảnh ấy, chợt ớn lạnh, dùng mình và mắt lại phải căng ra. Chờ mãi, chờ mãi trời cũng rạng sáng. Tôi nhắm hướng đông mà đi, càng đi vào sâu trong rừng, càng như lạc trong bát trận đồ. La bàn bản đồ không có Khắc chi người bị mù Bụng đói cồn cào Khát nước Bùn ruột chân tay Có lẽ nào mình sẽ bị chết khát Và chết đói tại nơi đây Bất giác tôi nhớ đến cha mẹ Và những đứa em Cha mẹ ơi Các em ơi Giữa rừng đại ngàn Nơi xứ sở xa xăm Thân xác này sẽ bỏ lại nơi đây Con thương mẹ chiều nay với mùa đông mưa phùn và cái rét cắt da thịt, nhưng bóng dáng Liêu Siêu, chân mẹ vẫn lội bùn sâu cấy cày, tân tảo tháng ngày để nuôi các em như những ngày tháng cơ cực. Mẹ từng nuôi con khôn lớn để rồi con sẽ chết tại nơi đây chăng? Khi đồng đội báo tin con mất tích trên chiến trường ca, mẹ sẽ khóc, khóc cho đến lúc cạn khô nước mắt không còn khóc được nữa cha không khóc nhưng người thường lặng im bên ấm trà xanh và chiếc điếu cầy thỉnh thoảng lại được châm lửa hút với tiếng rít xé gió và mơ màng thả hồn theo làn khói nhờ gió sương gửi tới linh hồn đứa con cồi cút đang phiêu giạt ở một nơi vô định nào đó những đứa em sẽ không bao giờ được nhìn thấy anh nữa Và cũng không bị phạt đòn Mỗi khi anh kiểm tra lại bài Vừa bước đi những bước thấp Bước cao siêu vẹo Vừa chìm trong suy nghĩ Tìm về ký ức Những ngày còn ở với cha mẹ Nước mắt tôi cứ thế trào ra Làm cho cánh rừng phía trước Cũng nhạt nhòa Theo chân bước Bỗng nghe tiếng trí chóe Nhìn lên thấy bầy khỉ đang thi nhau vặt trái cây ăn. Như vậy là có thực phẩm chống đói. Khi ăn được mình cũng ăn được. Lần lại gốc cây, Bây khi thấy tôi, nó dừng vặt trái, chăm chăm nhìn. Tôi giơ hai tay lên, chúng đua nhau nhảy sang cây khác. Cẩn thận quan sát xung quanh, leo lên cây, tôi bẻ vài trái nhai ngấu nghiến cho đỡ cơn khát, rồi vặt từng chùm quăng xuống dưới. Cảm thấy đủ, Thôi không hái nữa Rồi trượt xuống dưới Thật là trời cứu Hay bầy khỉ cứu tôi Tôi không biết là trái gì Nhưng ăn có vị ngọt và hơi chua Cho dù có mụ và hơi chát Không phải trái bứa Do trái bứa tôi đã ăn nhiều Tôi thưởng thức cho đến no Vì không biết lúc nào mới tìm được đường về Và lại trong người không có gì để đựng nhiều nghỉ chừng 15 phút, nhặt trái cây cho đầy hai túi quần, hai túi áo, dắt một số nhánh có trái và xanh tuya. Trên tay không quên cầm thêm. Khi rời khỏi đây, trái cây phải thật tiết kiệm, lúc nào khát mới được ăn, vừa chống đói vừa chống khát, vì biết trong rừng còn có may mắn lần sau nữa. Tôi lần mò trong rừng sâu, cứ hướng đông mà đi, vì hướng tây là hướng ra biển Vịnh Thái Lan nơi nào khuất mặt trời thì quan sát cây để xác định phương hướng. Cây phía hướng đông bao giờ cũng ít rêu và khô hơn hướng tây. Đây là kinh nghiệm của các anh đi trước. Tôi không biết mấy giờ, chỉ thấy trời dần sập tối, khu rừng vắng lặng, lâu lâu vọng lại tiếng bìm bịp kêu, nghe xào não nề, ai oán. Leo lên cây ngủ, ngày mai tính tiếp. Hội ước lính xin trân trọng cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thấy hay, các bạn hãy bấm đăng ký và chia sẻ để đồng hành cùng Hội ước lính. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở các chương trình tiếp theo.